Kính chào quý vị và các bạn. Giá vé máy bay liên tục tăng cao, ngành điều kiến nghị hạ chỉ tiêu doanh số xuất khẩu năm 2022. Giá phân bón dần hạ nhiệt nhưng người dân vẫn chưa hết lo lắng. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế hôm nay. Trong bối cảnh giới đầu tư đang lo ngại rằng sự thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ kìm hãm nền kinh tế, giá vàng thế giới giao dịch không mấy tích cực, Giá vàng trong nước cũng chứng kiến nhiều phiên điều chỉnh đan sen và được dự báo có thể gặp lực cản trong trung hạn và dài hạn. Nhiều nhà đầu tư cho biết hiệu suất của vàng đang tốt hơn rất nhiều so với các thị trường khác. Kim loại quý này đang thực hiện tốt vai trò của mình là kênh trú ẩn, hàng rào chống lại lạm phát. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của vàng khó kéo dài, nhất là khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất. Chuyên gia phân tích cấp cao của công ty Kitco Metals cho rằng, nhiều khả năng vàng sẽ xuống dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao trong nửa cuối năm 2022 và được dự báo sẽ ở mức bình quân 1.820 đô la Mỹ một ao trong năm nay. thị trường bất động sản việt nam đang được đánh giá có triển vọng rất tích cực do mức độ đô thị hóa đầu tư hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản châu Á có nhiều bất ổn thì Việt Nam vẫn duy trì sức cạnh tranh tương đối về giá và tài nguyên so với các quốc gia trong khu vực với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% một năm. Dù tồn tại nhiều thách thức, nhưng bất động sản Việt Nam vẫn sẽ phát triển do tốc độ đô thị hóa tăng mạnh, cơ sở hạ tầng đang ngày càng phát triển. Đây cũng là lý do khiến ngành bất động sản Việt Nam xếp thứ hai về thu hút vốn nước ngoài, chiếm khoảng 10% vốn FDI đăng ký mới hàng năm. Thương mại hai chiều Việt Nam Đan Mạch đang có mức tăng trưởng rất khả quan trong nửa đầu năm 2022, đặc biệt theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Đan Mạch tăng 53,6%. Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng trên 318 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 227,2 triệu đô la Mỹ, tăng 53,6%. Theo thương vụ Việt Nam tại Đan Mạch, hiệp định EVFTA có hiệu lực từ năm 2021 đã mang lại tác động tích cực cho hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam Đan Mạch, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Hàng hóa của Việt Nam đang có cơ hội và sức cạnh tranh cao hơn ở thị trường EU nói chung và Đan Mạch nói riêng. cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết bộ thương mại mỹ đã thông báo gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản xuất với một số tủ gỗ nhập khẩu từ việt nam Thời hạn để Bộ Thương mại Mỹ nhận bản cung cấp thông tin phản biện điều tra sẽ được kéo dài đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022, tương đương với 4 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Để bảo đảm lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm tủ gỗ, tiếp tục ra soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra, nghiên cứu tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống lần tránh thuế của Mỹ, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình của vụ việc. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, xuất khẩu điều giảm cả về lượng và giá trị, trong khi giá nguyên liệu tăng, diễn biến thị trường thế giới bất lợi đang khiến ngành điều đối mặt nhiều khó khăn. Dự kiến xuất khẩu cả năm nay sẽ thấp hơn năm 2021. Tình hình xuất khẩu điều đang tiếp tục gặp khó khăn do giá cước tàu biển vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, giá nhân điều xuất khẩu không tăng đồng bộ với đà tăng của điều thô. Các nhà máy rất khó cân đối giá thành chế biến và giá xuất khẩu. Vì vậy, số lượng nhân điều xuất khẩu dự báo sẽ giảm trong những tháng tiếp theo, có thể kéo dài đến hết năm 2022. Theo kế hoạch, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 3,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, hiệp hội điều Việt Nam đã kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu doanh số xuất khẩu cả năm ở mức 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 400 triệu đô la Mỹ so với năm 2021. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cao su cho biết, toàn bộ sản lượng cao su mà doanh nghiệp dự kiến thu hoạch và chế biến trong năm 2022 đều đã có hợp đồng xuất khẩu. Hầu hết các doanh nghiệp cao su Việt Nam đã ký được hợp đồng tiêu thụ dài hạn ở các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Mỹ để bảo đảm chất lượng nguyên liệu, doanh nghiệp thường xuyên hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác, cạo mủ và thu mua với giá hợp lý để nông dân gắn bó với nhà máy. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, 6 tháng đầu năm nay, giá cao su xuất khẩu bình quân chỉ tăng nhẹ, trong khi chi phí đầu vào tăng rất nhiều như hóa chất tăng từ 30 đến 50%. Sau khi lập đỉnh lịch sử cao nhất trong 50 năm trở lại đây, giá phân bón trên thế giới và trong nước đã dần hạ nhiệt. Đây là tín hiệu vui cho người nông dân sau một thời gian dài phải gánh hàng loạt chi phí tăng cao. Tuy vậy, trong bối cảnh giá dầu liên tục leo thang, giá phân bón thời gian tới vẫn khó có thể dự đoán. Sau khi giảm nhẹ khoảng 700 đến 980 đồng 1 kg trong tháng 5, từ đầu tháng 6 đến nay, giá ure trong nước tiếp tục giảm thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, giá ure hiện giao động từ 15,5 đến 16 triệu đồng một tấn tùy loại, giảm khoảng 2 triệu đồng một tấn so với đầu năm. Dù vậy, các loại phân bón khác như kali, SA, NPK vẫn ở mức cao do còn gặp khó về nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt hiện nay giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh nên giá phân bón thời gian tới vẫn còn khó dự đoán nửa đầu năm các hoạt động khôi phục sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp đang ngày càng mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng lao động có xu hướng tăng nhanh theo đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự Navigoshot, một số nhóm ngành đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn như công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản, ngân hàng. Ngoài ra với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch trong thời gian này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch, lữ hành cũng tăng từ 15 tới 20%. Thời điểm này cũng là mùa cao điểm trong tuyển dụng của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Hiện các doanh nghiệp trong mảng này đang có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thương mại điện tử, kỹ thuật số nhưng nguồn nhân lực đáp ứng được chưa nhiều cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch sau đại dịch hiện tại giá vé máy bay liên tục tăng cao do nhu cầu đi lại của người dân và giá nhiên liệu cao kỷ lục Hiện vé khứ hồi đường bay Hà Nội Đà Nẵng đã bao gồm thuế phí của Vietnam Airlines dao động từ 3 tới 5 triệu đồng, Bamboo Airways khoảng từ 3 tới 4 triệu đồng, trong khi đó đường bay Hà Nội Phú Quốc, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways dao động từ 4 tới 10 triệu đồng, Vietjet từ 3 tới 7 triệu đồng một cặp vé khứ hồi, với đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines cao nhất tới 11 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi, Bamboo Airways khoảng 10 triệu đồng và Vietjet Air là 7 triệu đồng so với đầu năm và cả năm 2021, mức giá trên đã tăng gấp đôi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng lúc 20 giờ 20 phút từ thứ hai đến thứ sáu với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.